nó sinh ra nhằm chinh chiến mới quen nhau mà thương mến. Nó quê ngoài kia từ lâu lắm chưa lần về. Ngày tôi gặp nó nét đăm chiêu đêm nhập ngủ, thấy thương nhau nhiều quá. Ba tháng trong quân trường cam go đã chai tâm hồn lính mới. Nó luôn bảo tôi đừng than oán chi cuộc đời, vì khi nhịp súng vẫn đêm đêm vang vọng mãi, tao mày nào được vui. Hôm chia tay hai đứa cùng vui nồi, ngày mai nó tôi trên ngưỡng cửa cuộc đời, dặn nhau gắng vui. Dù cho vành môi xe khô mây cũng mỉm cười. Hai năm sau mới có thư về, nhìn con dấu ghi nơi nắng cháy bên thủy. Người quen cho biết tin bạn tôi thân mến đã lừa đường oanh ngã xuống khắp đơn. Bao người xong nợ sương mong chưa trở về, người đi vào tôi vẫn như danh cho đời mãi, nó anh hùng ngày mai. Thì đây nhút bây hậu cứng bi, nhận CD hết mà sao không phát, thấy bài rồi hết mà không chạy. Đây thấy bài rồi hết mà bấm không biết sao chạy nữa. Nhận thấy bài vậy mà bấm không thấy chạy, bấm nhá một cái rồi. Còn CD thì cũng nhận bài hết luôn mà cũng y vậy. CD cũng nhận bài, cũng thấy bài hết, bấm bài còn dẫn lên bình thường mà play thì không chạy. Không hiểu bệnh gì làm biến đưa ra thợ thành lý. Cổng AUX thì vẫn hoạt động bình thường. Ấy muôn lớp trai đi sau theo dấu chân đi vào thiên lý, biết bao người sông nợ sương máu cũng bài luôn. Người đi vào tôi vẫn như danh cho đời mãi, nó anh hùng ngày mai.